mệt mỏi nha. Tránh mấy bác đầu kéo này, tránh mấy bác khó quá. Ghê không ạ? Đầu kéo bèn mà thùng như kiểu ấy luôn. Như Trung Quốc. Sợ thật, nhiều thế nhỉ. Quá mấy bác này đi. Vĩnh Thành 686. Đẹp thật, con xe đẹp. Tránh mấy bác này vất vả thật.